Xin chào toàn thể quý anh chị em cùng các bác đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của Duy Đức. Và bên em thì thường cũng săn sale cho anh em với những chiếc đồng hồ từ thị trường Nhật nội địa về. Và trong video ngày hôm nay thì Duy Đức cũng có một chiếc đồng hồ mà muốn review lại cho anh em và cập nhật cái mức giá bán tốt hơn so với mức giá thường ngày của Duy Đức. Và thực sự là trong cái cuối tháng 5 này, Duy Đức cũng có muốn giảm giá và sale cho anh em với một số cái mẫu sản phẩm muốn thanh lý dọn kho và để nhập được những cái mẫu đồng hồ mới về. Để cho anh em có thể thấy nó phù hợp với mình và nó thay đổi về mẫu mã một chút, thì Duy Định muốn giảm giá cho chiếc này và để dọn dẹp cái kho của mình. Và với chiếc đồng hồ này thì là một cái phân khúc rất ngon cho anh em với máy cơ. Và cái phong cách thiết kế của chiếc này thì nó đi kèm với một cái bộ dây da. Đó, nó là phiên bản Small Chicken dây da. Thì với cái thiết kế dây da nó cũng khá phù hợp cho nhiều anh em có thể sở hữu được dây da với cái môi trường làm việc nó sạch sẽ, khô ráo và anh em có thể sở hữu được dây da, thì đây là cái sự chọn lựa khá là phù hợp. Vì cái môi trường mà nhiều anh em làm việc với nước nhiều hoặc là anh em có vận động nhiều thì cũng ngại sử dụng cái vấn đề là dây da. Còn thế nên là nhiều anh em công sở, văn phòng thì có thể sở hữu dây da, nó rất là phù hợp và rất là đẹp. Và với cái thiết kế của dòng Small Chicken thì anh em sẽ có một cái phong cách thiết kế phải nói là ngon cho một chiếc đồng hồ tầm trung. Và với cái dòng Orange Small Chicken thì các bạn có full option và full tính năng. Đó, thứ nhất là có một cái độ hoàn thiện tốt này. Ở trên cái dòng Small Chicken thì các bạn sẽ có một cái độ hoàn thiện về thân vỏ, về cỗ máy, nó đáp ứng cho anh em đủ mọi tiêu chí. Ví dụ như một cỗ máy đời cao, cụ thể là cái dòng máy F6 có hỗ trợ có tay và có cả dừng kim, kính sapphire, thân vỏ thép đúc. Và chúng ta sẽ có dây zin chính hãng của Orange với thiết kế khóa xiên đơn. Đó, đây là bộ dây zin của Orange. Và ngoài ra thì anh em sẽ có một cỗ máy Nhật nội địa với thông số mặt sau là Made in Japan, số serial number và khả năng kháng nước lên tới 53, rất là ngon. Stainless steel và thép không gỉ. Và với cỗ máy có 24 chân kính thì giúp cho anh em có thể thấy được cái sự mượt mà có thể hiện qua cái kim dây. Và chiếc này thì nó được trang bị một cái phiên bản kim dây rốn, có nghĩa là nó tạo riêng ra một cái sắp ở vị trí góc 6 giờ để cho cái kim dây nó được chuyển xuống cái vị trí đó. Thông thường thì kim dây các bác thấy nó hay ở cái bộ ba kim trung tâm này, tuy nhiên thì bản này nó được đưa xuống và góc 9 giờ cũng có một ô cửa sổ open hết, đó giúp cho các bác có thể chiêm ngưỡng được những chi tiết máy chuyển động bên trong. Và với một cái bảng màu của chiếc này rất là đặc biệt, đó chính là mặt nâu cà phê nữa, thì nó cũng phục vụ cho anh em có thể sưu tầm với một cái bảng màu đặc biệt. Ở trên này thì mặt nâu cà phê nó kết hợp với kim một cọc số được mạ vàng và cụ thể là màu vàng hồng, thì cũng rất là sang trọng và nổi bật. Ở trên này thì chúng ta có một cỗ máy automatic made in Japan này. Đây là bản Nhật nội địa anh em nhé. Và với bản Nhật nội địa thì nó sẽ có thêm một cái thẻ tạo tiếng Nhật, đó chính là RNAR0004i. Và chiếc này đang có mức giá niêm yết tại Nhật khoảng 8 triệu đồng. Và đối với thị trường Việt Nam đang bán mức giá tại hãng là khoảng 8 triệu. Thì Duy Định cũng có săn về được cho anh em những mức giá thường ngày bên em đang bán là 4.8 triệu. Tuy nhiên thì trong video ngày hôm nay sẽ giảm và để lại cho anh em mức giá hợp lý hơn là 4.600.000, vẫn bao ship cho anh em bình thường. Và với một cái chế độ bảo hành dịch vụ hậu mãi lên tới 5 năm thì Duy Định nghĩ là cái mức giá này thực sự là nó còn thấp hơn với một chiếc đồng hồ lướt mà bên ngoài đang bán đó. Nếu mà các bác có thể đã tìm hiểu cái dòng đồng hồ này rồi và thấy nó phù hợp với mình và mức giá nó hợp lý nữa và tiết kiệm cho anh em rất nhiều như vậy, thì các bạn có thể chọn lựa cái sản phẩm này trong cái thời điểm tháng 5. Đó, và Duy Định cũng giảm giá cho anh em hết tháng 5 này và sang tháng 6 thì Duy Định sẽ nhập một cái lô hàng mới với nhiều cái mẫu mã mới hơn và cái mức giá thành nó cũng thay đổi, quay trở lại mức giá thành bình thường. Đó, nên các bạn có thể cân nhắc. Và chiếc này nó có kính sapphire rồi các bác nhé, có kính sapphire rồi. Và nếu anh em quan tâm thì cái sản phẩm này khá phù hợp. Và với trong video ngày hôm nay thì nó là một chiếc máy mới các bác nhé, máy mới 100% chưa qua sử dụng. Và Duy Định đang có cái mức giá thanh lý cho anh em là 4.6 triệu, đầy đủ hộp sổ. Anh em yên tâm là khi bên em gửi hàng sẽ cam kết đầy đủ hộp sổ, cam kết như trong video và cam kết chính hãng, có một phiếu hóa đơn kèm giấy cam kết đi kèm để cho anh em có thể yên tâm nhận hàng nếu anh em ở xa, còn anh em ở gần thì có thể giao dịch trực tiếp. Và trong video ngày hôm nay thì Duy Định có cái mức giá hợp lý cho cái mẫu Small Chicken như vậy. Nếu các bác quan tâm thì có thể liên hệ với Duy Định, và Duy Định rất là mong anh em chưa đăng ký kênh có thể ủng hộ Duy Định ở phía dưới video này, có một cái nút đăng ký màu đỏ để các bác có thể cập nhật được cái những cái video mà Duy Định ra
thường xuyên thì nó sẽ có một cái thông báo gửi về điện thoại cho anh em có thể tiện theo dõi hơn. Đó, rất cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian và theo dõi ủng hộ Duy Định trong cái video này. Xin chào và gặp lại quý vị và các bác trong video lần sau nhé.